Thục. Trời đất ơi, hình như con Thục nó về rồi kìa. Con em hả? Trời đất ơi, con em về hả? Mau đi, mau trốn đi. Trốn trời ơi. Mau đi đi, ra ngoài sau vườn đó bây giờ. Trốn đó, lấy đồ đi, mau lên đi. Mặc quần áo vô rồi đi, lẹ lên đi. Trời ơi, đi đi, nhanh lên. Em làm cái gì mà lắm la lắm lét vậy? Bỏ trứng ở đây nữa vậy? Trời ơi, chưa mặc xong cái quần nữa. Bỏ người ta, bỏ người ta có quyền cắt già. Bỏ người ta. Vậy về nhà mà không vô nhà ra vườn chứ vậy? Thì con ra ngoài vườn thế con coi gà nó đẻ trứng chưa. Bộ thèm trứng gà dữ lắm hả? Thèm đến mức độ phải chạy về nhà coi coi gà đẻ chưa rồi để mà ăn hả? Thôi thôi thôi, đi vô nhà đi, rồi có gì á ngày mai luộc cái rổ cho ăn. Ra đây làm chi vậy? Thôi thôi thôi. Làm gì mà con vô phòng gì vậy? Rõ ràng là con nghe ở đây có tiếng người mà. Đâu có tiếng ai đâu. Có mình gì vậy? Nãy giờ vừa ngủ đâu có ai đâu, ngủ có mình gì vậy? Xin lỗi gì? Cái gì vậy? Là tao giật mình à? Hồi nãy giờ nhà mình không có ai thiệt hả gì? Làm gì có. Có mình gì à? Đang ngủ tự nhiên la làng ôm sùm làm giật mình vậy à? Có ai đâu. Sao kỳ vậy? Con vừa về đến cổng á, con nghe tiếng gà kêu quăng quát á. Con tưởng là nhà mình có trộm, cho nên con mới dí theo bắt trộm. Mà con hả, con bắt được trộm hả, con không có làm gì đâu. Con bẻ tay, bẻ chân cho nó què giò đó. Chắc tại vì con ảo giác thôi chứ đâu có gì đâu. Nãy giờ trong nhà mình đâu có tiếng gì đâu con. Đâu có gì đâu. Không có gì hả gì hả? Đúng rồi. Nãy giờ gì ngủ đây đâu có nghe gì đâu. Thôi, em làm cái gì mà nãy giờ cuống cù lên vậy? Làm hư bộ phơi đường hết trơn à. Ây da, cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Sách vợ trồng cây đó em. Sao ngày nào em cũng thấy anh Hùng đọc mấy cuốn sách đó. Chán chết đi được. Bỏ đó đi, đi chơi với em nè. Anh thật sự là anh vẫn mơ ước làm chủ một vườn kiểng. Ở đó đó nghe, anh sẽ trồng tất cả các loại cây kiểng.
đặc biệt là hoa hồng. Mà tại sao anh Hùng lại thích hoa hồng? Còn em ghét hoa hồng lắm. Vì nó có gai nhọn, nó đâm vào tay em làm tay em chảy máu nè, ghét lắm. Chỉ có một người rất thích bông hồng. Anh trồng hoa là gì của em? Anh Hùng nói cái gì vậy? Anh Hùng Anh Hùng nói cái gì vậy? Không có gì đâu em. Anh Hùng nè, anh Hùng ơi. Gì em? Anh Hùng có người tình trong mộng chưa? Người tình trong mộng? Có chưa? Có rồi. Anh ơi, cái gì? Anh có rồi hả? Con nhỏ đó là ai? Có phải là con nhỏ Thục không? Hả? Em hỏi có phải là con nhỏ Thục không? Không phải. Đây nè, đây là những người tình trong mộng của anh nè. Trời, thiệt vậy hả anh? Anh Hùng ơi, anh làm em mừng quá à. Anh chưa có người tình trong mộng hả? Anh làm em hết hồn à. Thôi, bây giờ anh vô chuẩn bị để bán nè. Em đi dạ? Chơi nghe không? Em gái, trời ơi. Gì vậy? Ai thèm làm em gái của anh? Em không thích làm em gái của anh đâu. Anh Hùng, em không thích làm em gái của anh. Anh Hùng. Nè, anh bạn làm nghề sơm lâu chưa? Cũng mới vô nghề thôi à. Mới vô nghề? Tướng tá mặt mũi như thế này mà làm nghề sơm thì uổng quá. Làm nghề này đâu kiếm được nhiêu tiền đâu. Biết sao được anh. Hoàn cảnh thôi, em cũng không thích. Nhưng mà em cũng không biết làm gì hết. Bây giờ vậy, người khác tôi mới giúp đâu. Nhưng thấy anh bạn còn quá trẻ, mà có vốn tự phát rồi đó, nên tôi chỉ cho anh cách làm giàu, anh có muốn không? Làm gì vậy anh? Em không có vốn đâu nha, em nghèo lắm. Trời, với cái ngoại hình tướng tá của anh bạn chính là vốn rồi đó. Cứ làm đi, hễ được cho tôi chút ít là được. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu mà có được việc em sẽ không quên anh đâu. Ừ, được rồi, thôi đi đi. Bây giờ mình qua bên kia đường uống cà phê đi ha. Anh đợi tôi một tí, đợi tôi tí xíu. Nón nè anh. Ừ. Vô đi. Qua đây. Ngồi đi. Em ơi. Được không? Dạ mời anh. Uống đi. Anh đẹp trai như vậy nè, bà chị mới thích ông anh. Chiều bà tí xíu đi là có tiền à. Đi, đi mà. Đi. Mày khùng hả? Tao đó giờ không làm chuyện đó. Vậy mà ngon lành hả? Cái thứ gì vậy trời? Sao nói ngon lành lắm mà kỳ vậy?
Tự nhiên dở chứng à? Ai biết nó dở chứng đâu? Mới gặp là tôi dẫn vô cho bà liền á. Bực bội à? Bực bội gì? Để tôi kiếm thằng khác cho. Ai biết thằng này vậy đâu? Thì quá đáng. Hải Loan. Anh chở em về nha. Thôi em đi xe buýt được rồi. Anh cứ về trước đi. Đi xe buýt chi cho nó mệt. Tiện đường em đi chung với anh cho nó vui. Vấn đề là em không thích đi xe của anh. Anh hiểu chưa? Tại sao vậy? Thì không thích là không thích, đâu cần phải có lý do. Hải Loan không đi xe của anh, nhưng mà em đi chung xe với thằng Kim Cường phải không? Ừ, em thích đi xe của anh Kim Cường đó, thì sao? Nhưng mà mẹ của em không cho em đi chung với Kim Cường đâu. Anh sẽ... Sẽ sao? Sẽ mét mẹ em hả? Anh thích thì cứ mét đi, em không có sợ đâu. Mình đi thôi, Diệp Nhung. Diệp Nhung, chào bạn. Chào anh. Bạn nói với Hải Loan giúp mình đi. Sao kỳ vậy Hải Loan? Trời cũng chiều tối rồi, có người chở về xong về. Đi xe buýt hả? Tối mới về tới nhà đó. Thì biết là vậy rồi, nhưng mà thà vậy còn hơn. Em không công bằng với anh. Lúc nào em cũng bên Kim Cường hết á. Ừ. Thôi không có gì quan trọng đâu, mình đi thôi Diệp Nhung. Xin lỗi anh nha, em không giúp được gì rồi. Hải Loan. Chắc Hải Loan sẽ thích những món quà này lắm. Không biết cô ấy có nhớ tới cái nhà kho này nữa không. Ước gì anh có thể trở lại tuổi thơ để có thể gần gũi bên em. Thì ra đây chính là nhà của anh bạn rồi. Tìm mãi mới được á. Anh tới đây làm gì? Thì có việc mới tới đây nè. Vậy nè. Anh đừng nói nữa, tôi không làm chuyện đó đâu. Anh đi về đi. Chị có nên đi tìm anh Kim Cường không hả Gấu? Liệu anh có đuổi chị nữa không? Một tuần rồi không gặp ảnh, chị thấy buồn lắm. Mình phải làm sao đây? Anh Kim Cường đã hết giận mình chưa? Má mình là người có lỗi, ảnh giận cũng phải. Mình xin lỗi thêm lần nữa, ảnh sẽ không giận đâu. Cái mụ đàn bà hôm bữa gặp á, bà gặp anh một lần là thích ngay. Anh suy nghĩ lại đi nha. Tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu. Anh đi về đi. Chỉ một đêm thôi,
anh sẽ có cả một số tiền, có khi chạy xe ôm cả đời cũng không kiếm nổi đâu. Nhận lời đi. Tôi ghê sợ bà ta. Trời ơi, cậu là đàn ông, có mất mát gì đâu, đúng không? Với số tiền như vậy á, bà ta cũng là đại gia, tại bà chỉ thích mỗi cậu thôi. Với số tiền như đó nha, bà kiếm thằng nào mà chẳng được. Bảnh trai hơn cậu cũng có nữa. Tôi nói với anh là tôi không làm chuyện đó. Anh đi về đi. Nè, đừng có làm phách nha. Nhà cửa xịn xòa như vậy mà chơi tiền hả? Đồ ngu. Biết ngay. Đừng bao giờ quay lại đây. Tao nói cho mày biết, tao nghèo, nhưng tao không cần đồng tiền dơ bẩn đó. Đi. Ừ, được rồi. Mày nhớ nha, lúc sau chết đói á, đừng tìm tới thằng này nha. Sao lại có cô gái xinh đẹp như thế này lại tìm đến thằng nhà nghèo này không biết. Chắc có cô nàng rồi á, nên nó đâu thèm mấy bà già béo ú nữa đâu. Anh Cường. À! Anh Kim Cường. Em nghe hết rồi phải không? Em đã thấy hết rồi đó. Anh không chỉ là một kẻ giết người, mà còn là một thằng nghèo kiết xác, tồi tệ đến mức người ta gọi là trai bao. Em đã thấy kinh tởm chưa? Em hãy tránh xa anh đi Hải Loan. Không, em không đi đâu hết đó. Anh đã nói rồi, anh xin em, em hãy đi đi. Cuộc đời của anh không còn gì tươi đẹp để ngẩng đầu nhìn người khác hết. Anh lại càng không đủ can đảm để nhìn em. Mẹ em nói đúng, em hãy nghe lời mẹ của em đi. Kim Cường, em yêu anh. Bất chấp tất cả những điều đó, em vẫn yêu anh. Chỉ yêu duy nhất một mình anh thôi.